một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Đến thăm vườn quốc gia Xuân Sơn, bạn sẽ có cảm giác thư giãn khi được khám phá khu rừng thiên nhiên huyền ảo, chìm đắm trong sương mờ. Thời điểm lý tưởng nhất để đồ chè Long Cốc từ tháng 3 đến tháng 12. Lúc này, chè lên xanh mát, phủ kín cả ngọn đồi, tạo thành những tấm thảm xanh đầy sức sống. Ngoài việc tìm hiểu những giá trị văn hóa lịch sử, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, mà đến nơi đây, chúng ta sẽ được chìm đắm trong không gian kiến trúc độc đáo, nét cổ kính rêu phong thi vị của thời gian. Từ tháng 2 đến tháng 5 là thời điểm thích hợp nhất để du lịch đền Hùng. Lúc này, thời tiết tương đối mát mẻ, dễ chịu và có rất nhiều các lễ hội lớn đang diễn ra.